Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Revive Fun Bike, hành trình vui nhộn năm 2013. Đây là chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước uống Isotonic 7up Revive. Hiện giờ thì đội siêu nhân đạp xe đang có mặt tại nhà thi đấu đa năng của Cần Thơ để chuẩn bị một trận đấu rất là quyết liệt với đội ngựa sắt. Thì tâm trạng của tụi em bây giờ đang rất là phấn khởi và sung sướng. Dạ, tụi em thì đang rất là háo hức muốn khám phá thành phố Cần Thơ thật nhiều, muốn chơi những trò chơi ở đây. Và đặc biệt tụi em rất là thấy những cái xe đẹp trang trí, rất là phong cách Cần Thơ, rất là thích. Quý vị và các bạn thân mến, còn nhớ tại thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn trong đội ngựa sắt dưới sự dẫn dắt của ông Cao Thắng đã không nhận được mảnh ghép nào. Còn các bạn trong đội siêu nhân đạp xe dưới sự chỉ huy tài ba của bạn Isaac thì đã nhận được cả 3 mảnh ghép của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những nghệ sĩ đã tham gia ở chặng thành phố Hồ Chí Minh. Còn Cần Thơ, những nghệ sĩ nào sẽ đến đây để trở thành đội trưởng của hai đội? Xin mời chúng ta cùng gặp gỡ hai cô nàng xinh đẹp, đó chính là Đông Nhi và Khổng Tú Quỳnh. Rồi, ra rồi nắm tay nhau vui vẻ rồi, có biết mà mình là đối thủ của nhau không? Dạ biết. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tình chị em mình cũng quan trọng hơn, cho nên chị nhường em nhé. Phải sao, phải sao. Chị nghĩ rằng là đối với chị thì tất nhiên là tình bạn nó cũng quan trọng, nhưng mà đồng đội nó cũng quan trọng hơn. Vậy đi. Wow. Sau khi mà nghe hai bên nói chuyện xong là thấy là cái tinh thần chặt chém nó lên cao độ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với hai đội hiện tại chắc là mọi người cũng cảm thấy hơi thiếu thiếu so với đội hình ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không nào? Đó chính là điểm đặc biệt của Revive Fun Bike, hành trình vui nhộn năm 2013. Và bây giờ hãy cùng với Tùng gặp gỡ những bạn trẻ đã vượt qua vòng tuyển chọn tại thành phố Cần Thơ. Mình tên là Lương Duy Sơn, mình đang học quản trị kinh doanh tại đại học Tây Đô ạ. Mình là Hồng Kim Ngân, mình hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân dân. Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc, mình đang học Đại học Ngôn ngữ Anh năm nhất tại trường Đại học Tây Đô. Còn mình tên là Trần Quốc Anh, hiện là nhân viên tín dụng ở ngân hàng VIB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, Cần Thơ. Rồi, hiện nay các bạn đã đứng vào trong đội hình của cả hai đội chơi, tuy nhiên chúng ta chưa có xếp đội hình chính thức, cho nên bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa về mong muốn các bạn. Đầu tiên là Trúc, em mong muốn ở đội của Khổng Tú Quỳnh hay là Đông Nhi? Sao ôm vậy? Ôm chưa? Dù sao cũng ôm rồi, em chọn chị Quỳnh. Em chọn chị Quỳnh phải không? Còn em? Em cũng chọn chị Quỳnh. Em chọn chị Quỳnh luôn, hay em dễ thương quá, chọn mình chị Quỳnh nè. Thôi, Đông Nhi sao để cho khán giả Cần Thơ tình không thích tình vậy? Em không có chọn, em thuộc về đội chị Đông Nhi à. Wow. Em thì sao? Dạ, em từ đầu đã quyết định thì Đông Nhi ạ. Rồi, tự nhiên cái đứng vô là biết cái ý định của các bạn rồi. Hai bạn này chạy vô đứng vô đội hình này, hai bạn kia chạy vô đứng vô đội hình này là biết các bạn muốn gì rồi. Và quyết định của chương trình là xin mời các bạn đổi vị trí. Ở chương trình Revive Fun Bike luôn luôn có rất là nhiều điều bất ngờ. Các bạn khán giả địa phương đã có mong muốn đi theo nghệ sĩ mà mình yêu thích. Tuy nhiên để tạo thêm kịch tính cho chương trình thì họ đang phải ở đội ngược lại. Và chính vì vậy chặng đường tại Cần Thơ sẽ nhiều điều hấp dẫn và thú vị hơn. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta vào thay đồng phục của đội mình và chuẩn bị tinh thần chiến đấu tại thành phố Cần Thơ cùng với Revive Fun Bike. Quá ác liệt luôn mà. Như vậy là các bạn đã thể hiện được tinh thần đồng đội của mình rồi. Và đây tôi cũng nhắc luôn các bạn một luật chơi rất là quan trọng. Đó là chính vì chúng ta là một đội, cho nên khi di chuyển trong hành trình này, các bạn không được bỏ xa xe đạp của nhau. Và một điều nữa đó chính là chúng ta sẽ có những mật thư. Hiện nay trên tay của Tùng đang có mật thư đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên chúng ta có hai đội mà chỉ có một mật thư thôi, cho nên là hai đội phải tìm cách nào đó để mà đạt được mật thư này bằng cách đội nào thể hiện được mình có cái phần mở màn, hoành tráng, ác liệt, điên khùng nhất, đội đó sẽ nhận được mật thư. Bây giờ xin mời phần thể hiện của các bạn trong đội siêu nhân đạp xe. 2, 3, siêu nhân đạp xe. Đuổi chưa, đuổi chưa, đuổi chưa. Hai ba.
Thôi. Về chỗ. Chị Quỳnh em trả nón chị nè. À, chị làm ca sĩ gì không chị? Chị làm ngựa sắt chị quăng nón luôn. Rồi, với cái tinh thần đồng đội hiện tại thì Tùng nghĩ là chắc là các bạn khán giả sẽ phải đồng ý với quyết định của Tùng sau đây. Đó chính là hai đội có độ điên tương đối là ngang bằng nhau, 19-10. Vì vậy, bức mật thư này sẽ tách làm hai.